25 tuổi, hiện tại thì mình đang là giáo viên. Xin chào mọi người, mình là Cúc, năm nay mình 21 tuổi và hiện tại thì mình đang là sinh viên. Môi mình khá là nhạy cảm nên là không dùng được các cái loại son có chì. Mình mới có bầu và mình đang tìm các loại son môi an toàn. Mình rất là tò mò về dòng son thiên nhiên. Tính từ mà mình có thể nói về son cổ mình là lành tính và không hóa chất, an toàn và mềm môi. Mình thích nhất là màu 04. Hiện mình đang dùng màu 03 và 06. Hiện tại thì mình đang có màu son 01. Không, mình không thấy có nhiều điểm nào cả. Mình thấy son có hạn sử dụng hơi ngắn. Sản phẩm thì nhanh chua nên là hay phải dặm lại son, nhưng mà vì an toàn nên là cái việc đấy cũng không phải là vấn đề. Có chứ, mình sẵn sàng. Hiện tại là mình đã giới thiệu rất là nhiều, mình rất thích son của mình.